Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Stan Wang Sons Việt Nam. Mình là Đông, đến từ Việt Thương Music, là nhà phân phối chính thức và duy nhất thương hiệu Stan Wang Sons tại Việt Nam. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thương hiệu Piano SS thuộc Stan Wang Family. Như các bạn đã biết, Stan Wang Sons là thương hiệu đàn piano hàng đầu thế giới, là nhà sản xuất và chế tác piano tiên phong kể từ năm 1853, với những con số ấn tượng như sở hữu hơn 135 bằng sáng chế độc quyền, công đoạn chế tác thủ công hơn 85%, hơn 97% nghệ sĩ piano, các phòng hòa nhạc, nhà hát chọn piano Stan Wang để biểu diễn theo số liệu năm 2018-2019. Vì vậy, Stan Wang & Sons được xem như là tiêu chuẩn vàng, là thước đo của âm nhạc nói chung và piano nói riêng. Và cái tên Stan Wang đã trở thành huyền thoại mỗi khi giới chuyên môn nói về đàn piano. Vào năm 2001, với sự ra đời của thương hiệu piano SS thuộc Stan Wang Family, sự kiện này đã mở ra một chương mới trong lịch sử của Stan Wang & Sons, với mong muốn mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho các khách hàng yêu quý Stan Wang. Thì Stan Wang đã cho ra đời piano SS được thừa hưởng bộ gen của thương hiệu mẹ qua các bằng sáng chế độc quyền của Stan Wang & Sons. SS có rất nhiều thiết kế phù hợp cho từng phong cách trang trí cho nhà của bạn, các studio âm nhạc. Bên cạnh đó, SS cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng có mong muốn sở hữu một cây piano bền bỉ, có chất lượng âm thanh tốt hơn so với những cây đàn piano trong cùng phân khúc tầm trung. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu tại sao piano SS lại được ưa chuộng như vậy nhé. Đầu tiên, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng piano SS là một cây đàn lý tưởng để bắt đầu việc học đàn. Nếu bạn là một người chuẩn bị học đàn hoặc là mong muốn có một cây đàn tốt để cùng đồng hành với mình trong thời gian dài thì các bạn nên cân nhắc SS trước khi ra quyết định. Piano SS được thừa hưởng 27 bằng sáng chế độc quyền từ Stan Wang. Trong đó phải kể đến các thiết kế nổi bật sau. Đầu tiên là sao bo. Sao bo là trái tim và là linh hồn của một cây piano cơ. Mỗi sao bo của piano SS được chế tạo bằng gỗ solid spruce chất lượng cao, có nghĩa là gỗ spruce nguyên khối, không phải gỗ ép. Các vân gỗ thẳng được lựa chọn kỹ lưỡng. Năm 1936, Stan Wang đã cấp bằng sáng chế cho diaphragmatic sao bo, được thiết kế dày hơn ở giữa và thon nhẹ về các cạnh. Sao bo của SS cũng được thừa hưởng một thiết kế tương tự như Stan Wang. Thiết kế này mang đến một âm thanh lớn hơn, phong phú hơn và đầy đủ hơn. Về bộ máy cơ Action, Grand Piano SS sở hữu bộ máy Geometry của Stan Wang, đảm bảo rằng Action của SS chuyển dịch hiệu quả chuyển động của ngón tay thành chuyển động của búa. Nhờ đó, Action của SS được đặc trưng bởi sự phản hồi nhanh hơn khi đánh lặp lại các nốt, độ ổn định tốt hơn và cho phép nhạc sĩ chơi với sự kiểm soát và cảm xúc tối đa. Tiếp đến là các trụ ở mặt sau đàn upright SS. Tương tự với thiết kế của Stan Wang upright, các thanh trụ của SS upright được đặt sole, nghĩa là SS đã đặt các trụ theo các vị trí lực căng dây khác nhau, nơi lực căng mạnh nhất sẽ tập trung nhiều trụ, thay vì đặt chúng cách đều nhau. Cách đặt các trụ như vậy mang lại hiệu quả ổn định tối đa, đảm bảo tuổi thọ của piano sẽ kéo dài, đàn sẽ lâu bị xuống dây hơn và âm sắc piano sẽ ổn định trong suốt vòng đời của nó. Thiết kế đuôi rộng. Stan Wang thiết kế độc quyền cho cả Boston và SS Grand Piano là thiết kế đuôi rộng Whitetail, cho phép diện tích sao bo lớn hơn 6% so với các dòng đàn khác. Điều này làm cho âm thanh thêm phần phong phú, tạo cho nghệ sĩ piano cảm giác như đang chơi trên một cây đàn piano lớn hơn. Kích thước sao bo càng lớn, diện tích bề mặt để tạo ra âm thanh càng lớn. Vì vậy, một cây SS sẽ có âm sắc nhạy hơn và mạnh hơn so với một cây đàn grand piano khác có độ dài tương tự mà không có tính năng này. Đặc biệt, khi lựa chọn SS, bạn sẽ nhận được cam kết từ Stan Wang & Sons là Stan Wang Promise. Trong vòng 10 năm, khi nâng cấp từ SS lên Stan Wang Grand, bạn sẽ nhận được số tiền bằng với mức giá đã mua SS. Ví dụ,
bạn quyết định chọn mua model EUP123CL, sản phẩm bestseller hiện tại của SS với giá 275 triệu, thì trong vòng 10 năm, nếu bạn có ý định chọn lựa một cây đàn tốt nhất cho mình và gia đình, bạn muốn upgrade lên dòng đàn Steinway Grand model M, vậy bạn có thể sử dụng Steinway Promise để được thu lại cây SS ban đầu với giá cao nhất như lúc bạn mua là 275 triệu. Steinway & Sons dành lời hứa đặc biệt này cho khách hàng khi sở hữu piano SS tại tất cả những nhà phân phối chính hãng của Steinway & Sons. Như vậy, piano SS hoàn toàn phù hợp với những người có mong muốn sở hữu một cái đàn piano mang bộ gen của thương hiệu Steinway danh tiếng, và dành cho những phụ huynh muốn lựa chọn một cây piano tốt dành cho việc học cho con cái của mình.